Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mọi người biết mình đi đâu không? Mình sẽ đi ra ngoài công viên tập thể dục này. Rồi nhân tiện mình sẽ quay cho mọi người xem ở ngoài đó có gì nha. Ở đằng sau mình có cái bông hoa này đẹp đẹp lắm này. Mọi người thấy không? Wow, không biết nó tên gì à? Giống như bông hoa dâm buộc của mình này, nhưng mà không phải đâu. À, mọi người thấy không? Wow, đẹp không? Đó, đây thế này. Đó, cái này nó chưa nở hết đấy nha. Mọi người thấy trên kia không? Nhiều không? Quá trời luôn, là mai mốt nó nở lớn là rất là đẹp. Đó, thấy không? Wow. Đó, cái bông nữa này, đó thấy không? Rồi đằng kia có cái bông hồng kìa. Đó, thấy không? Mọi người thấy trời hôm nay nắng đẹp không? Wow, quá trời nắng luôn, thấy không? Hôm nay có khoảng cỡ 24-25 độ C. Nhà bên kia nó có nguyên một dàn bông hồng này, đẹp không? Đó. Mọi người thấy mùa hè à? Cái mưa nước này nó chảy à? Rất là nhiều. À, mùa đông thì nước nó cạn đi, nhưng mà mùa hè à? Mọi người thấy không? Nước nhiều không? Wow, nước rất là trong không? Nó chạy từ cái chỗ mình làm, mình ở. Cái mưa nó chạy dài lắm, qua mấy cái thành phố á. Mà ở đây không có cá nha mọi người, không thấy cá ở đây nha. Ở trên kia là cái đường dành cho xe người ta chạy kìa. Đó. Còn ở cái đường nhỏ này thì dành cho những người đi bộ, đi tập thể dục á, đi chạy bộ. Hoặc người ta đi dạo được cái con đường này được. Ở đây rất là yên tĩnh luôn. Nước dâng cao chưa? Mà muốn nó dâng cao lên gần tới bờ rồi. Đó, nhưng mà nó không bao giờ nó tràn qua ra ngoài hết á. Ở đây có cái cây bông đẹp không? Giống như cây hoa mai của mình không? Wow. Wow, mình đã ra tới công viên rồi mọi người ơi. Hồi xưa là người ta chưa có tráng nhựa đây này, còn đất cát không mà dơ lắm. Bây giờ người ta tráng nhựa ở đường ha. Nhìn thấy đẹp không? Sao không? Và người ta làm mấy cái hàng rào này bằng cây nữa này. Nhìn đẹp không? Thấy không? Bằng cây à? Bằng cây gỗ à? Gỗ gì chắc cứng á. Lõi của nó sao? À, lõi của nó sao? Cứng á. À, người ta nối bằng cái sắt này, nẹp xuống sắt này, vít này. Thường thì mỗi sáng mình ra ngoài đây mình chạy bộ hoặc mình tập thể dục theo cái bài của mình.
sẽ mình sẽ tập khoảng 15 tới 30 phút thôi cho nó khỏe. À, bây giờ người ta làm rào hết rồi, làm chắn hết. À, hôm nay sáng sớm chưa có ai ra hết. Chút xíu nữa là có rất nhiều người ra đây người ta tập thể dục luôn. Bây giờ thì chưa có ai ra hết. Ở đây có cái vòi nước để mà rửa chân hoặc là uống được này. À, cái chỗ này, cái cây này để người ta gác chân này, tập thể dục này. Đó. Hồi xưa có cái bụi cây ở đây người ta chặt hết đi này. Đó, chặt thoáng mát này. Bây giờ mình ra đây mình ngồi mình tập thể dục này. Cái công viên này rộng lớn không? Cây không này không? Cỏ cây không à? Mai mốt cây cỏ nó mọc cao lên á, có người ta sẽ đi người ta cắt. Người ta dùng cái xe cắt cỏ người ta đi cắt hết nguyên cái đám này luôn. Đó. Trước tiên mình sẽ khởi động trước đây. Mình quay cổ trước. Mình quay tới vai. Mình quay khử tay. Rồi quay nguyên cánh tay. Quay trước quay sau luôn. Xong mình vặn lưng. Xong mình xoay hông. Mình khởi động khoảng 2 phút. Mình quay kiểu đầu gối. Xem mình quay gót chân. Xem mình quay quay xong. Sau khi khởi động xong mình sẽ hít đất. Rồi thì mình gác chân lên trên cái ghế này. Cái thấy chưa? Lần đầu mình hút 50 cái, lần thứ hai chắc khoảng 30 tới 40, và lần thứ ba khoảng 30 tới 20. Đây thôi, tại vì hít càng nhiều thì càng mệt. Sau khi hít đất xong mình sẽ tập bụng. Mình sẽ tập bụng. Rồi mình tập kiểu này nè. Chỗ này nó hơi cần. Mình làm vậy cũng được. Có rất nhiều kiểu tập bụng nữa.
Nhưng mà mình tập như vậy cho bụng nó chắc, với lại tan cái mỡ bụng đi. Đó. Wow. Mỏi lắm. Wow. Sau khi tập bụng xong mình sẽ tập tập chân, đùi lên ngồi xuống nhỉ. Cho nó to chắc khỏe cơ đùi. Hai cái bắp đùi này. Lúc trước á, mình còn tập tạ mới không? Lúc trước mình tập tạ, nhưng mà tập tạ một thời gian á, là ví dụ mình không có điều kiện với lại không có duy trì được á, nó sẽ chảy xệ xuống, nó nhão, người nó nhão ghê lắm. Cho nên mình tập thể dục nhẹ thôi thì nó săn chắc và nó khỏe hơn là tập tạ. Tập tạ nhiều khi mình tập quá sức á, nó bị nứt cái cơ này, rất là nguy hiểm. À, bây giờ bắt đầu mọi người người ta ra người ta chạy bộ này, mọi người theo. Đó. Có rất nhiều người người ta đây người ta tập thể dục. Bây giờ mình sẽ hết lần thứ hai nha. Lần thứ hai hy vọng là sẽ được 50 cái, nhưng mà chắc không đâu. Thường thường mình sẽ hít từ khoảng 30-40, tại vì nó mệt đấy. Có mấy cái viên đá sỏi này, đau tay lắm. Wow. Tiếp tục tập bụng nữa. Chỗ này nó có mấy cái bãi cỏ, nó kê cái lưng á, kê cân cái lưng lên nó khó đập á. Buổi sáng á, mọi người tập khoảng cỡ 15-20 phút, máu nó lưu thông á, ngủ rất là ngon, nó chạy và người rất là khỏe, phải không? Bác sĩ khuyên là nên tập thể dục mỗi ngày. Tiếp tục tập chân nữa.
rồi mày. Tập lần này hết đất lần này là lần thứ 3 là cuối cùng mình ấy. Thường thường mỗi sáng mình hết 3 lần thôi. Là thấy mệt. Chỗ này nó có mấy cái cục đá đau tay lắm à. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi. Wow. Lần cuối cùng. Lần cuối cùng được 35 cái maximum. Quá mệt. Mọi người thấy ở đây người ta đang xây nhà không? Thấy không? Ở trên vùng núi à. Người ta xây nhà rất là cực cơ. Mà mấy cái nhà xây trên vùng núi này rất là mắc. Tại vì cái công á. Một ngày mình tập cỡ khoảng 15 tới 30 phút à. Thường là mỗi bài tập của mình là như vậy á. Hy vọng mọi người cũng sẽ tập thể dục mà và lấy lại sức khỏe. Có được sức khỏe tốt. Sau khi tập xong thì mình sẽ uống nước. Uống khoảng cỡ 1 lít nước. Mỗi ngày mình tập từ 15 tới 30 phút vào mỗi buổi sáng. Sau đó mình ăn sáng, ăn với lại ăn uống sữa, ăn với lại ngũ cốc. Vậy thôi, xong mình đi làm. Thì thường bác sĩ khuyên là mình nên tập thể dục mỗi buổi sáng 15 tới 30 phút để cho mình duy trì được sức khỏe tốt. Mọi người thấy đằng sau người ta đang xây nhà. Mình thường thì mình tập mình khởi động trước, sau đó mình sẽ tập từ cơ ngực, từ hít đất là về toàn bộ cơ ngực với cơ tay, sau đó vùng bụng là mình gập bụng để cho cái bụng mình nó nhỏ lại, với lại nó tan thừa cái mỡ bụng đi. Và cái thứ ba là mình tập đùi, đứng lên đứng xuống để cho cái đùi nó chắc khỏe, nó giữ được cái thân hình, cái cơ thể của mình nó tốt, đúng không? Đó. Mọi người thấy sau khi mình tập thì cơ bắp mình to. Wow, con chuột bự không? Thấy không? Wow. Sau khi mình tập thể dục xong á, mình sẽ đi dạo một vòng ở đây. Hoặc là mình chạy bộ, thường thì mình chạy bộ ở cái con đường bên kia kìa. Bây giờ mình ra đó mình chạy tiện, mình sẽ thử cái độ rung của cái GoPro này xem nó như thế nào nha. Hồi xưa mình chưa có chạy, bây giờ mình thử chạy ra xem. Vừa tập thể dục vừa chạy thử xem cái độ rung của nó có chắc không, có ổn định không nha. Và bắt đầu mình chuẩn bị chạy nha, mọi người coi nha. Đây là mình đang đi bộ này, đó, bây giờ mình chạy này. Chạy nhanh này, đó, thấy không? Wow. Mọi người thấy nó có rung không? Chút xíu mình coi lại xem nó có rung không nha.